Bạn đang muốn kinh doanh karaoke nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết thủ tục xin giấy phép khi thi công phòng hát như thế nào, phòng hát khi hoàn thiện lại không đáp ứng đủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Thì trong video này, Nội thất Bảo Long Global sẽ chia sẻ cho bạn thủ tục để xin giấy phép kinh doanh karaoke, giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian và nắm rõ được thủ tục mới nhất. Để kinh doanh karaoke, các quý chủ đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện. Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực karaoke để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Một số tiêu chí về cơ sở vật chất là phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m² trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm và phòng chống cháy nổ. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị giấy phép kinh doanh karaoke bao gồm: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo mẫu, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng. Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá, thực phẩm nếu cơ sở kinh doanh phục vụ những món đó. Văn bản đồng ý của những hộ liền kề. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các quý chủ đầu tư hãy làm theo thủ tục dưới đây. Bước 1, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp. Có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan hoặc qua đường bưu điện. Bước 2, cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ thường kéo dài trong vòng 7 ngày làm việc. Bước 3, sau khi xem xét hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật hiện hành, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả phiếu hẹn kết quả để cơ sở nhận kết quả giấy phép kinh doanh karaoke. Như vậy, qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng và 3 bước làm thủ tục, cơ sở karaoke của các quý chủ đầu tư có thể đi vào hoạt động hợp pháp. Nếu các chủ đầu tư cần tìm hiểu thêm trước khi thi công thì liên hệ với Nội thất Bảo Long Global để được tư vấn và giải đáp miễn phí. Bảo Long, đem lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.